Theo phản ánh của người dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, từ khi mỏ than núi Hồng ở xã Yên Lãng hoạt động, cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã có những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và người dân nơi đây thì nhiều lần đề xuất được bồi thường hỗ trợ để được chuyển tới nơi khác an toàn hơn. Vậy cụ thể câu chuyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của phóng viên VTC14. Tại thời điểm nhóm phóng viên kênh VTC14 ghi hình, thì cũng là lúc ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thanh bị sập đổ hoàn toàn. Rất may, gia đình bà Thanh đã chuyển đi nơi ở khác nên không có thiệt hại về người. Mong làm gần quá, sâu quá ở sát nhà, rồi suối thì lắn suối để cho suối cao hơn lòng nhà tôi. Xong là đường lại đắp để lâng nước suối, để chắn nước suối. Vì vậy đường cao bằng mái nhà thì một bên mong mìn bắn, mìn lổ, một bên thì đường đi cao, một bên thì nước lụt ngập vào nhà. Vì vậy gây ra rung rồi là thủng tôn rách mái rồi là om đất, bây giờ sụt đổ nhà. Công ty than núi Hồng này hàng năm ấy, ông ấy đi lấp hàng bao nhiêu hỗ sụt. Thế chứ không phải ông không đi lấp mà ông thừa biết cái việc làm mong sâu ở gần là sẽ ảnh hưởng đến người dân. Thế nhưng mà ông ấy đi lấp bằng bao nhiêu hố nhưng ông cứ làm mong sâu ở gần dân vậy thôi, dân cũng chẳng biết kêu ai và làm gì được ai đâu. Thế vì vậy đến giờ sụt nhà là may là không ảnh hưởng đến một tính mạng của người dân nào. Còn theo chia sẻ của ông Trịnh Văn Nùng, ngôi nhà này trước đây vẫn được gia đình ông dùng để phục vụ cho việc trông nom ruộng vườn. Thế nhưng từ khi mỏ than núi Hồng hoạt động, chúng đã trở thành một đống đổ nát. Và vì sợ sụt lún gây nguy hiểm cho tính mạng, nên gia đình ông cũng đành bỏ, không dám trồng cấy trên đám đất ngay cạnh nhà. Ngày xưa thì nó cũng chẳng có gì cả, nhưng mà từ cái mỏ nó khai thác, nó cứ thi thoảng nó cứ sụt lún một hố này thôi, chứ còn cái này trước nó có việc gì đâu. Nhà thì bây giờ thì nó sụt rồi thì cũng chẳng ở được nữa. Nhà trên này cũng bị sụt này, nhà dưới này đây. Sụt đây một chỗ này mấy nhà liền ấy chứ. Tài sản thế đấy giờ chỉ kêu bên chính quyền thế, bảo như thế chứ còn có bảo làm gì được. Thế bây giờ người dân thì thấp cổ bé họng, làm được cái gì đâu. Như tôi thì chỗ nào cũng thế, còn cả trên núi trên kia cũng thế, còn đang sạt nứt cả trên cái bãi cây trên kia cũng thế chứ có phải ở đây đâu. Trên kia thì cũng nứt to chứ. Nứt to bằng nào ạ? Ở trên kia có chỗ bằng này mà nó rộng chạy dài mấy chục mét đấy. Đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ xác nhận hoạt động khai thác của mỏ than đã có những tác động tiêu cực đến người dân. Nhưng mà thực ra thì nó cũng không tránh được những cái mà nó có ảnh hưởng đến các hộ dân đâu. Thế còn trong quá trình sản xuất thì cũng không tránh khỏi những chỗ đất nhà thì đã, hoặc là có những ảnh hưởng mà nó tức thời. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp nhận được cái thông tin của 11 các hộ dân ở cái khu vực xóm Đồng Ỏm của xã Yên Lãng thì cũng đang giao cho các cái phòng chức năng cùng với lại ủy ban nhân xã và mỏ than núi Hồng trực tiếp kiểm tra và trả lời, và hiện nay thì chủ mỏ cũng đã có những cái kiểm tra. Không thể phủ nhận những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tuy nhiên, nếu khâu thẩm định, cấp phép, giám sát sau khi cấp phép của các cơ quan chức năng không được thực hiện một cách thường xuyên đối với mỏ khai thác trong quá trình hoạt động, thì người dân chính là đối tượng phải chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề nhất.